nay là ngày thứ tư của chuyến hành trình du lịch đảo quốc Singapore, thì mình rất cảm ơn Lotte đã tài trợ cho mẹ con mình tìm hiểu về quốc gia này, một quốc gia xanh, sạch, đẹp. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. We'll be right back.